Ngày 20 tháng 6, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 451, tướng Flavius Aetius chỉ huy quân Tây La Mã giành chiến thắng quyết định trước quân Hung của Attila trong trận Chalons. Năm 1837, nữ vương Victoria bắt đầu trị vì, bà là quân chủ trị vì lâu nhất trong lịch sử Anh quốc. Năm 1867, chiến tranh Pháp Đại Nam, Pháp chiếm thành Vĩnh Long lần thứ hai. Năm 1894, tại Hồng Kông, Alexander G.I.S. Xanh công bố phát hiện vi khuẩn gây bệnh dịch hạch. Năm 1895, Hoàng đế Đức Wilhelm II khánh thành kênh đào Kiel băng qua bán đảo Jylland, hiện là thủy đạo nhân tạo bận rộn nhất trên thế giới. Triều Thanh và đại diện chính phủ Pháp ký kết công ước Gerard tại Bắc Kinh, xác định đường biên giới của Vân Nam với Bắc Kỳ và Ai Lao. Năm 1944, chiến tranh thế giới thứ hai, trận chiến biển Philippines kết thúc với chiến thắng quyết định của Hải quân Hoa Kỳ. Năm 1967, võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali bị thu hồi đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới và bị tòa án phạt 5 năm tù cùng 10.000 đô la Mỹ vì bất phục tùng lệnh nhập ngũ. Bản án này sau đó bị tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ. Năm 1991, Quốc hội Liên bang Đức phê chuẩn rời đô từ Bonn về Berlin.